chào các bạn đến kênh Xe Một Cách 24 giờ. Sakia 2000 hồi sinh sau bao năm lăn lộn trong cái chốn phong trần. Và dưới đây là một cái bản độ nói về cái chiếc Suzuki Sakia của những năm 2000. Sau nhiều năm bôn ba ở bên ngoài đường phố thì hôm nay chiếc xe được trao kéo lại toàn bộ cái phần gì mà bên ngoài để biến em nó trở nên lung linh hơn, đẹp hơn như những ngày đầu vừa mới được ra mắt. Nếu tính thời điểm hiện nay thì con Sakia này đã có tuổi đời là khoảng gần 20 năm, một con số là không hề nhỏ tí nào. Và chiếc xe đã có những cái sự xuống cấp rất nghiêm trọng, dù muốn hay không người chơi cũng phải chi ra một cái cục tiền lớn để tân trang lại em ấy. Ngoài việc sơn si lên rất nhiều chi tiết về áo và những chú ốc thì người chủ còn đổ thêm một cái ít đống đồ chơi xịn sò cho xe thêm chút để sang chảnh hơn. Phần đầu xe được chế nhựa đại để trang bị cái cặp cụm công tắc thì đến từ Domino. Ở dòng cho mình cái cụm tăng tốc Domino nhưng cái phiên bản chuẩn dành cho cái dòng xe 2 thầy sử dụng. Bên ngoài bao tải active kết hợp cùng với gù chung carbon. Bên phía tay con là sản phẩm tiếp em quốc dân thì đến từ Domino. Đây có mức cái thành là dễ thở 3,5 triệu đồng, được rất nhiều em chia xe hiện nay đi kiển là ưa chuộng, ngoại hình cho tính những tính năng đi cùng. Phần tay thắng người chủ hướng tới ở dùm cái cụm Rainbow Access để đảm nhiệm hành trình phanh trước của xe. Cái dàn chân là cây tốn kém nhất với điểm nhấn cái bộ mầm Daytona mang giá trị là chính hãng khoảng là 10 triệu đồng cặp, kết hợp cùng hai dọc Rainbow logo nhỏ một viết được tinh chỉnh làm phát phù hợp với cấu tạo cái dàn chân xe. Bộ phát kêu sau ở dùm cho mình phục Holden và dầu rời dù đã rất lâu đời nhưng phục Holden dành cho cái dòng xe này vẫn ở mức là 10 triệu một cây, chưa bao gồm có dấu hiệu là giảm giá. Quay 110 nâng cấp dàn đồ chơi gần gũi nhưng lại chụp cái nhìn vô cùng mới lạ. Cái chiếc quay 110 dưới đây sau khi được đặt ra xe lại đã mang lại những góc ảnh đẹp hiện đại hơn, thời trang hơn. Với rất nhiều những món đồ chơi kiển đang được ưa chuộng thì em ấy trở nên là tinh tế hơn trong những cái đám đông. Trang bị cho mình đồng hồ ASN, đây là một phiên bản là khác hoàn toàn với cái nền đồng hồ báo tua mái trắng có khả năng chức năng chạy y chang như AS2N. Tuy nhiên loại đồng hồ này là không có chức năng báo mắt giờ như những loại cô số khác. Để lắp vừa cái bộ cổ cho quay, người chủ phải chế nhựa lại các phần bộ cổ cũng như mang lại một số dây điện để đồng hồ hiển thị đầy đủ chức năng. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy ngay cái dòng Morin kết nối vào hai dòng Nissin 1bit được người chủ mình lại cái logo Rainbow nhìn nó bọc và hại não. Đĩa Nissin trước kích thước là 220. Đây là một cái size thông dụng trên thị trường rất nhiều và rất nhiều dòng xe là sử dụng không cần chế cháo gì cả. Chi tiết của bồ là nơi được minh lại nó bật bằng cái titan vừa sáng vừa đẹp với một cái bộ tem ghép và tông màu bạc của xe. Với cái điệu titan ngoài cái độ thẩm mỹ giảm nhiệt nhanh còn giúp chiếc xe chống được tình trạng hoang rỉ sau một khoảng thời gian dài sử dụng với những mẫu xe đi cổ sắt thường hay bị. Hệ thống chơi sau được minh lại bằng cái bộ kiểu Holden và được kết hợp cùng với bình dầu rời y chang như Thái Lan sản xuất, đang được rất nhiều dòng xe Việt Nam ưa chuộng bởi mẫu mã đẹp và hình bắt mắt. Giá thành chất lượng là cũng khá tốt nên được dùng rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like và subscribe.